Xin chào tất cả bà con đã quay với lại với kênh Nông nghiệp Chân Tâm. Thì hôm nay Minh Khoa đến thăm một cái vườn sầu riêng, vừa sử dụng cái sản phẩm tinh vôi tẩy lông rêu để mà quay lại cái kết quả cho bà con xem. Vườn này là vườn của anh Thọ ở này là Minh Hưng dầu Minh Tân dầu tiếng đúng không anh? Minh Thạnh dầu tiếng. Này mình xịt tinh vôi được bao nhiêu ngày rồi anh Thọ? Nửa tháng anh hả? Đợt vừa rồi mình xịt là cái liều tinh vôi là mình xịt bao nhiêu trong một phi 200 lít anh? Phi đó cả 220 à, cho nó 1 kilo. Anh xả 1 ký cho phi 200 lít luôn. Có xịt đến lá không hay xịt thân không thôi? Xịt lá luôn. Xịt lá luôn hả? À, có bị lá vẫn bình thường à? Bình thường, lá non vẫn bình. Nên là anh xịt là nặng liều hơn so với khuyến cáo á. Sau cái này sai khuyến cáo là lỡ có việc gì chết tụi em luôn á. Cái này ảnh xịt tăng liều, tại vì vườn này của ảnh mới thuê lại thì nói chung là cái tỷ lệ rong rêu nó cũng cao. Với lại lúc anh xịt thời điểm đó chắc cũng còn mưa đúng không anh? Còn mưa nhiều đúng không? Mưa nhiều cho nên anh xịt tăng liều lên 1 ký một phi. Thông thường nếu như em thấy một số vườn người ta xịt với cái liều nửa ký hoặc hơn nửa ký một phi là em thấy báo về vẫn là hiệu quả. Nên sau này mình cũng không cần phải tăng liều lên nhiều quá đâu anh. Tại mưa á anh. Dạ. Thấy mưa cái xịt nó đậm. Dạ. Mưa tại vì cái này mưa. Cái này là mình xịt ướt đẫm qua thôi chứ đâu cần phải rửa đâu đúng không anh? Dạ. Dạ. Là cái này là khoảng xịt xong thì chắc khoảng độ thấy tuần sau là bắt đầu thấy rong rồi nó khô khô đúng không anh? Dạ. Khô chốc ra. Dạ. Đây, bà con mình thấy là hiện tại là cái cây đây lúc trước là rong xanh bám rất là nhiều ha. Bởi vì vườn này thì chủ vườn rước chắc không ít chăm đúng không anh? Không chăm là vườn này anh thuê lại chứ không phải là vườn của anh chăm sóc cho bà con mình thấy là về cái cây này ha. Nhìn dàn lá, dàn lực cây nói chung là cây khá là yếu. Thì anh thuê lại giờ mới chăm sóc lại lấy thêm cây lá rồi bắt đầu mới lấy trái lại. Thì nó vườn này cũng qua nhiều chủ rồi. Nói chung cũng nhiều người là bỏ đi giấy rồi đó. Thì bà con mình có thể quan sát ha. Hôm nay thì mình không, tạm thời là mình chưa nói về những cái vấn đề khác. Mình chỉ tập trung vào cái vấn đề rong rêu thôi bà con ha. Thì rong rêu á, ở trên cái cây sầu riêng thì khi mà nó bám nhiều ở trên thân của mình, thứ nhất là nó là một cái cộng sinh mà nó hút cái dinh dưỡng của cây của mình. Tại vì nó sẽ cái rêu này nó bám thân hút. Thứ hai nữa là khi mà nó rong rêu nhiều trên thân á thì nó sẽ làm cho cái cây của mình nó dễ bị nhiễm nấm bệnh, mình không có thấy nhiều cái xì mũ anh Thọ, mình đâu có thấy đâu. Và mình khi mình bón phân sử dụng phân á thì mình cũng sẽ không có thấy được cái kết quả. Ví dụ thông thường nếu như mình bón phân mình tưới dinh dưỡng mà nó đạt á thì cái cây mình nó hay nứt da, mà tức là nứt da trăng anh. Thì khi mà rêu nó bám đầy hết thì cây của mình đâu có thấy được cái tình trạng đó. Thì vườn này là sau khi mà anh xịt cái đây nửa tháng rồi thì bây giờ mình cảm nhận bà con có thể thấy là bây giờ khô, rong bây giờ nó khô. Thật ra cái rong rêu này á mình xịt, nếu mà xịt rửa thì nó mới trắng bóc ra được. Còn nếu mà xịt bằng ướt đẫm á thì nó chỉ chết thôi. Bà con thấy là bây giờ hiện tại rêu là nó chết gần hết rồi nè. Còn như là theo anh Thọ thì cái này nó đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm anh Thọ? 80% là xịt một lần ha. Anh xịt gấp đôi liều biểu 80%. Đấy là bây giờ mình thấy ha, cây bắt đầu khô rồi, mình sờ vào là bắt đầu khô tróc thế nè. Dạ, phục hồi. Cái này anh tưới gốc luôn đúng không? Cái này anh có tưới gốc luôn. Tưới gốc là có 3 lạng. Dạ, 3 lạng một phi thôi. Nhẹ liều hả? Dạ. Thì cái này khi mình tưới gốc thì nó có hiệu nâng pH, cung cấp canxi. Thì theo anh chia sẻ mình tưới thôi thì cây mình khi mà pH tốt là nó sẽ hấp thu được cái dinh dưỡng nó mạnh hơn so với lại bình thường pH thấp. Tại mưa nhiều mà anh, mưa nhiều là pH cỡ nào nó không xuống thấp à. Mình sẽ đi qua những cái cây khác cho bà con mình xem ha. Đối với cái tinh vôi này á, khi anh xịt anh pha ra thì thấy nó nóng không anh? Không nóng đúng không? Mát. Dạ, cũng mát ấy. Nói chung là nó có khi mà nó gặp nước á, đặc biệt mà gặp nước là nó tỏa nhiệt lúc đó thôi. Với lại là cho nên là lúc phun thì bà con mình pha thì mình cẩn thận, mình không để nó tay ướt thì mình không chạm vào nó. Đó, thấy đây là rong nó khô hết nè. Đây là bây giờ rong nó khô tróc hết nè, mình đỡ trong cái này thì có thể là một thời gian khi mà trời nó mưa hoặc là mình xịt thuốc hay nọ thì nó tróc dần nè, khô tróc hơi dần, hoặc là không tróc ra thì cũng không sao cả, bởi vì nó miễn nó khô nó chết là được rồi. À, khô là chết nó được phát triển là được rồi. Tại vì khi mà rong mà nó còn sống thì bà con mình nhìn nó không dễ biết lắm, nó xanh mà mình giờ có mịn mà nó có cái độ ẩm rất là nhiều. Còn đây thì hầu như là mình khô nè, nhưng cái chỗ này là mới, là mình giờ mình thấy là nó khô, nó muốn trong bột rồi nè. À, còn những cái thân chính là những thân chính thì thông thường là nhân công của mình xịt nó kỹ hơn, còn những cành nhỏ thì nhiều khi là anh em xịt không có kỹ thì nó dạ nó canxi anh, canxi nó vô nó sung cây dạ nâng độ pH lên dạ
Vậy tính ra là cái này xịt tính ra là cũng an toàn chứ bộ, mình tính là tăng liều gấp đôi mà lá non là không bị gì đúng không anh? Em thì là em cũng ít cho xài liều mà một ký một phi lắm, em thấy nó cũng bình thường, nhưng mà nói chung là cái này thứ nhất là đừng xịt trời nắng quá. Nếu như mà xịt cao liều hoặc là mình xịt mà trời nắng gắt buổi trưa đỉnh điểm á thì nó rất dễ mà ảnh hưởng tới cái đọt mình. Thật ra mình xịt phân bón lá hoặc thuốc bình thường mà mình xịt trưa nắng quá là nó cũng ảnh hưởng tới lá mà. Với lại là trời mưa nữa, bà con mình chú ý là mình sẽ xịt cái này thì bà con mình cần phải canh những cái ngày. Dạ, xịt trời nắng là nửa ký thôi. Nếu mà đợt này em xịt lại á là anh xịt nửa ký cho em thôi chứ không cần một ký thôi. Tính ra so ra thì với mấy cái dòng mà rửa vườn thông thường thì cái này chi phí nó cũng hợp lý anh à. Chứ không có cao lắm. Tại vì nếu mà xài đồng đồ các thứ thì nó chi phí nó cũng cao. Nó có 65 ngàn phi. Dạ, 65 ngàn phi. Tại vì một gói của mình là 130 ngàn. Thông thường mình sẽ pha với 2 phi. Thì tính là phi 200 lít của mình là 65 ngàn. Nói chung chi phí nó cũng vừa phải và nó cũng như anh Thọ anh chia sẻ rất là hiệu quả. Nói chung là cái này thì tại vì trước giờ mới qua về nông dân người ta chia sẻ lại thì nói chung hiệu quả đa số các vườn là đều có chia sẻ là rất là tốt. Nếu mà xịt mình xịt mà canh ngày nắng ráo mình xịt là hiệu quả nó gần như là nó đạt tối ưu, được xịt từ một đến hai lần. Như vườn anh Thọ là tại vì lâu rồi mình không rửa đông rêu thì mình nên xịt hai lần là nó sạch đẹp nhất. Còn những vườn mà ví dụ như mà năm nào mình cũng xịt là mình xịt một lần thôi là nó chết hết chứ đâu có đâu. Thì một cái nữa là bây giờ ví dụ sầu riêng ở khu vực Bình Phước là mình chuẩn bị bước vào cái mùa làm bông mới rồi. Thì nói chung những ví dụ Đồng Nai là bắt đầu đã làm rồi, Tây Ninh cũng làm rồi nè. Nhưng mà giai đoạn là mình vẫn còn rửa được. Tại vì cây chưa ra mắt cua anh. Chưa ra mắt cua là mình vẫn rửa thoải mái. Khi mà cây ra mắt cua rồi thì lúc đó bà con mình không xịt nữa. Bởi vì cái đó rất là nguy hiểm. Nhiều khi là cái mắt cua của mình nó hư vì lý do gì thôi, chẳng lý do gì khác. Mình cũng sẽ rất là khó để mà mình nhận biết được. Cho nên là những cái vườn đặc biệt là ở khu vực miền đồng bằng sông Cửu Long thì hiện tại là mình đã thu hoạch xong nè, rửa vườn sau thu hoạch rất là tốt nè. Rồi ở khu vực Tây Nguyên nè, Tây Nguyên bây giờ vẫn chưa làm bông nè, chỉ có Đắk Nông có thể là làm sớm thôi. Còn Đắk Lắk, Gia Lai đâu là cũng chưa làm bông là mình rửa là rất là hợp lý nè. Rồi Đồng Nai với lại là Bình Phước thì bây giờ cũng bắt đầu mới tiến hành làm bông thôi. Thì nói chung dạ. Thì mình tẩy giai đoạn này là rất là tốt. Tây Ninh thì giai đoạn này là không kịp rồi. Tây Ninh đa số bây giờ là chuẩn bị là nhú mất cua hết rồi. Thì mình không có xịt bà con ha. Mình quay lại bà con xem. Nói chung là cái tông chết này thì hiệu quả thì mình theo mắt mình nhìn thấy là cũng rất là khá là ổn. Đây, mình qua cây khác nè. Thì cái tinh vôi này thì cũng chia sẻ bà con là về cái thành phần nguyên liệu của nó là tinh chất canxi thôi. Nhưng mà nó không hề giống những cái loại tinh vôi thị trường nha bà con. Những cái loại tinh vôi bà con mua thị trường đa số là nó dạng bột, là xay ra từ cái bột đá. Cái đó thì nó không diệt được đông rêu đâu. Rất nhiều bà con mình hỏi là tại sao cái tinh vôi công ty Nông Tâm nó cao giá hơn so với các công ty khác. Nhưng mà khi bà con mình mua ra thì mình thấy là nó khác biệt hoàn toàn. Sản phẩm tinh vôi công ty Nông Tâm thì nó ở dạng vảy, vảy cá trong suốt. Và nó tinh khiết hoàn toàn, khi mình đưa vào nước thì nó sẽ tan ngay lập tức. Và mình chỉ việc là mình khuấy đều thôi. Và nó không đóng cặn cũng như là không có nó tan hoàn toàn, không đóng cặn, không nghẹt bết, không gì cả. Và khi mình phun vào thì nói chung là cây của mình nó sẽ chết trong rêu. Như nãy giờ là mình Khoa đang quay bạn xem đây. Rồi một cái tác dụng nữa là mình có thể phun. Mình phun ở trên lá thì nó sẽ có tác dụng là nó phòng ngừa một số cái nấm bệnh. Bởi vì canxi thì nó có tính háo nước, sát trùng, sát khuẩn. Và nó có tác dụng là tiêu diệt một số cái loại trứng sâu nhện ở trên lá của mình. Còn khi tưới gốc thì bà con mình sẽ có hai cái công dụng của nó, đó là tăng pH rồi ngừa được nấm khuẩn và bổ sung cái canxi cho đất của mình. Nói chung cái sản phẩm này thì cũng khá là đa năng, đa dụng cho bà con mình dùng. Về giá thành sản phẩm thì nhắc lại với bà con là một gói của mình là 130 ngàn. Mình pha mà phun rửa rong rêu thì bà con mình nên phun là 1 ký cho 2 phi 400 lít nước. Mình cây ngày nắng ráo mình xịt, còn ngày trước nắng thì mình xịt. Rồi ngày hôm sau mình cũng phải bảo đảm là nó còn tiếp tục nắng thì nó sẽ kết quả như thế này. Ở trong đó đang xem là những cái cây của mình nó tróc rong rêu đẹp như thế này đây. Bà con ha. Rồi về tưới gốc thì một gói tinh vôi của mình thì mình có thể là pha được với lại từ 800 cho tới 1000 lít nước mình tưới gốc thì nâng pH rất là tốt. Và phòng ngừa nấm bệnh, một số cái bệnh ví dụ Phytophthora là mình phòng ngừa được nha. Tại vì khi cái môi trường đất của mình á, mà cái đất của mình mà nó pH nó cao, nó ổn định á, thì lúc đó những cái nấm bệnh nó sẽ ít xâm nhập vào ở đây. Thì hôm nay mình qua đến khu vực Chân Thành Bình Phước thăm vườn của anh Thọ 600 gốc sầu riêng anh thuê lại. Và tình trạng vườn gặp rong rêu rất là nhiều và đã sử dụng qua một lần sản phẩm tẩy rong rêu, sản phẩm tinh vôi để mà tẩy rong rêu. Thì quay lại cho bạn xem về cái kết quả ngày hôm nay là rong rêu bắt đầu nó khô, nó tóc tàn như thế này.
thì hy vọng là bà con mình xem video này rồi thì có quan tâm đến sản phẩm Tinh Vui để tẩy rửa đông riêng, cây sầu riêng, thì bà con mình có thể liên hệ Minh Khoa qua số hotline 0988 668 991. Công ty Đông Tâm thì giao hàng toàn quốc và miễn phí vận chuyển từ 2 gói trở lên bà con ha. Bà con mình mua và đặt hàng thì công ty sẽ gửi tới trực tiếp cho bà con. Thì xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video sau.